Chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay, thứ hai ngày 21 tháng 10 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới vẫn duy trì được đà tăng. Hiện tại đứng quanh mức 2.728 đến 2.730 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng duy trì trong xuống tăng, giao dịch ở mức 103,68 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin trong xuống giảm, đứng ở mức 68.400 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giao dịch ở mức 4,129% trên một năm. Còn với thị trường năng lượng, giá dầu thô tăng khá mạnh với tỷ lệ tăng là 1,73%, giao dịch ở mức 70,42 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường và trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn cùng điểm qua một chút thông tin cũng như là phân tích trên thị trường và thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tiếp tục tăng và lập đỉnh mới trong bối cảnh bất ổn gia tăng liên quan đến cuộc bầu cử Mỹ, căng thẳng ở Trung Đông và động thái cắt giảm lãi suất của các ngân hàng trung ương lớn. Ông Sonny Kobari, chiến lược gia hàng hóa của ngân hàng ANZ cho biết đà khởi sắc của giá vàng trong tháng này được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do căng thẳng địa chính trị tại khu vực Trung Đông và bất ổn xung quanh cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay giữa cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris đang thu hút sự quan tâm của thị trường. Còn khu vực Trung Đông, hàng trăm cư dân Beirut đã phải rời bỏ nhà cửa vào cuối tuần vừa qua sau nhiều vụ nổ, trong bối cảnh Israel đang chuẩn bị hành động nhắm tới các địa điểm liên quan đến hoạt động tài chính của lực lượng Hezbollah và được coi là kênh đầu tư an toàn trong thời kỳ bất ổn kinh tế và chính trị. Lãi suất thấp hơn cũng làm tăng sức hấp dẫn của vàng vì nó làm giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại quý không sinh lời này. Giới đầu tư cũng đang chú ý đến thông tin Trung Quốc cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản. Sau khi giảm các loại lãi suất chính sách khác vào tháng trước, trong gói biện pháp kích thích nhằm phục hồi nền kinh tế, nhu cầu vàng tại Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ vàng hàng đầu thế giới đã bị ảnh hưởng trong bối cảnh giá cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại. Ở diễn biến khác, giới giao dịch đang dự đoán có 99% khả năng Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 11. Ngân hàng Trung ương châu Âu hay gọi là ECB cũng đã cắt giảm lãi suất 0,25% vào tuần trước. Theo ông Tom Quarter, trưởng bộ phận phân tích thị trường tại công ty thương mại KCMJ, nhận định giá vàng có thể tăng lên mức 2.800 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm nay, nhưng hoạt động chốt lời có thể làm chậm đà tăng này. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường và trong nước. Theo chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu, giá vàng trong nước đã có những giai đoạn biến động trái chiều với thị trường vàng thế giới. Vài tháng trước, giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh từ mức 90 cho đến 92 triệu đồng trên một lượng xuống còn 77 đến 78 triệu đồng trên lượng. Tuy nhiên, xu hướng này đã không kéo dài. Hiện tại, giá vàng miếng SJC đã bật tăng mạnh, chạm lại mức 88 triệu đồng trên lượng trong phiên ngày hôm nay. Giá vàng nhẫn cũng theo đà tăng, vươn lên mức 86 triệu đồng trên lượng trong phiên sáng nay, một con số mà cách đây vài tháng ít ai nghĩ đến. Và đến thời điểm hiện tại trong phiên tối nay đã chạm mức 87 triệu đồng trên lượng. Ghi nhận giá chiều bán ra của mặt hàng vàng nhẫn bột số 9 của thương hiệu Phú Quý trong phiên giao dịch buổi tối nay. Dù có thời điểm giá vàng trong nước đi ngược chiều với giá vàng thế giới, nhưng hiện tại thì vàng trong nước đã theo sát đà tăng toàn cầu. Điều này đang thể hiện rằng các giải pháp bình ổn thị trường vàng của ngân hàng nhà nước đã phát huy hiệu quả nhất định. Khi khoảng cách chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp từ vùng giá 18 đến 20 triệu đồng trên lượng xuống hiện tại chỉ còn dao động từ 4 đến 5 triệu đồng trên lượng. Ông Hiếu nhận định rằng giá vàng thế giới có thể tiếp tục tăng, được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố kinh tế và địa chính trị. Tuy nhiên, giá vàng trong nước lại có những đặc điểm khác biệt. Vì còn đang phụ thuộc vào chính sách ổn định giá của ngân hàng nhà nước, việc giá vàng trong nước cụ thể ở đây là vàng miếng SJC có quay trở lại đỉnh giá trên 90 triệu đồng trên lượng hay không vẫn là một câu hỏi, do chưa thể dự đoán được liệu chính sách bình ổn thị trường sẽ được duy trì ra sao trong thời gian tới. Đối với người dân, việc mua vàng làm tài sản tích trữ vẫn là một lựa chọn hợp lý, đặc biệt với những người không có kiến thức hoặc là kinh nghiệm đầu tư vào chứng khoán hay là bất động sản. Tuy nhiên, ông Hiếu khuyến cáo nhà đầu tư muốn mua vàng để giữ lâu dài thì đây có thể là thời điểm phù hợp.
Nhưng nếu với mục tiêu là lướt sóng kiếm lời ngắn hạn thì họ cần phải rất cẩn trọng. Giá vàng thế giới có thể sẽ tăng lên 2.800 đến 3.000 đô la Mỹ cho một ao vào năm tới, nhưng trong ngắn hạn sẽ có những biến động mạnh có thể tạo ra bong bóng và sau đó giảm đột ngột gây rủi ro cho nhà đầu tư. Ông Hiếu cũng khuyến cáo rằng khi mua vàng miếng hoặc là vàng nhẫn, nhà đầu tư cũng nên chọn các kênh phân phối chính thức để tránh rủi ro từ thị trường tự do, nơi không có hóa đơn mua bán và dễ gặp phải vấn đề về nguồn gốc cũng như chất lượng sản phẩm vàng. Trở lại với bảng giá vàng trong nước trong phiên tối nay, mặt hàng vàng miếng SJC sau khi tăng 2 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra. Đến thời điểm này vẫn duy trì ở mức giá ổn định, nhưng với mặt hàng vàng nhẫn bố số 9 thì vẫn không ngừng đà tăng lên và đã chạm mức 87 triệu đồng trên lượng tại chiều bán ra. Chi tiết của bảng giá này, kênh sẽ gửi tới quý vị và các bạn ngay sau phần cuối của bản tin. Còn đối với thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ căn hàng tăng mạnh, tăng 90 đồng trên 1 đô la Mỹ ở cả hai chiều, đang mua vào mức 25.040 đồng trên 1 đô la Mỹ, bán ra 25.430 đồng trên 1 đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do cũng tăng vọt, tăng 120 đồng trên 1 đô la Mỹ mua vào, 140 đồng trên 1 đô la Mỹ bán ra. Chiều mua vào lên mức 25.380 đồng trên 1 đô la Mỹ, chiều bán ra ở mức 25.500 đồng trên 1 đô la Mỹ. Phần cuối cùng của bản tin này là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên tối nay. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn hiện tại đang niêm yết trên cả ba thị trường Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, mua vào mức 8.600.000, bán ra 8.800.000, tăng 2 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 200.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên một lượng và đơn vị đo bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. Doji Hồ Chí Minh và Doji Hà Nội mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000. Pinji Hồ Chí Minh và Pinji Hà Nội mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000. Cùng tăng 200.000 đồng trên chỉ ở chiều mua vào và chiều bán ra. Phú Quý SJC mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000, tăng 200.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Mi Hồng SJC mua vào 8.730.000, bán ra 8.800.000, tăng 180.000 ở chiều mua, 200.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank và ngân hàng TBank Gold mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000, cùng tăng 200.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Hiện tại vẫn duy trì đà tăng, tăng 2 triệu đồng trên lượng ở chiều mua vào và bán ra, hay là tăng 200.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Chênh lệch mua bán ở mức 2 triệu đồng trên lượng và đang được niêm yết như sau. SJC miền Bắc Hạ Long Hải Phòng mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000. SJC miền Trung Huế Quảng Ngãi Nha Trang Biên Hòa mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000. STC miền Tây Bạc Liêu Phan Rang Long Xuyên Cà Mau mua vào 8.600.000, bán ra 8.800.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang STC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 8.490.000, bán ra 8.620.000. Vàng bốn số 9 mua vào 8.480.000, bán ra 8.590.000. Tiếp tục tăng mạnh, tăng 900.000 đồng trên lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 90.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua vào và chiều bán. Vàng 24K mua vào 8.305.000, bán ra 8.505.000. Vàng 18K mua vào 6.208.1 nghìn, bán ra 6.458.1 nghìn. Vàng 16K mua vào 5.606.8 nghìn, bán ra 5.856.8 nghìn. Vàng 14K mua vào 4.773.5 nghìn, bán ra 5.023.5 nghìn. Vàng 10K mua vào 3.347.4 nghìn, bán ra 3.597.4 nghìn. Nhẫn tròn bố số 9 Hương Thị Vượng Doji mua vào 8.600.000, bán ra 8.700.000. Nhẫn tròn bố số 9 Phú Quý mua vào 8.600.000, bán ra 8.700.000, tăng mạnh đến 1.150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, hay là tăng 115.000 đồng trên một chỉ chiều mua vào và chiều bán. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được kênh liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có bản tin mới, kênh sẽ tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ, xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.